Rồi vừa cập bến thì một chiếc Hyundai Stargazer 2022 về siêu đẹp luôn anh chị. Xe đời cao luôn. Đây là bản đặc biệt nha. À, quá đẹp luôn. Mà nhìn cái kiểu dáng nhìn nó hay hay vậy ha. À, nhìn hay hay. À, cái đèn này là người ta độ lên bi LED cho anh chị nha. Đây nè, độ lên bi LED. Đi ban đêm ánh sáng mạnh lắm. Và có gắn sẵn camera 360 cho anh chị nữa nè. Đó, có cái dãy đèn LED đó, cái phần này nhìn đẹp nè. Nè. Thôi LED nhìn này đẹp. Màu này là màu trắng nha, trắng ngọc trai. Xe chạy có 35.000 cây à. Nè, lên sẵn camera 360 cho anh chị nè. Đó, tay nắm cửa inox nè, chân cửa inox nè. Đi vào trong nội thất nè, đây. Tắp bi cửa nè. Đó, còn đẹp nha. Ghế da sẵn cho anh chị luôn. À, có lót sàn 5D luôn. Của Hyundai luôn nè, có logo Hyundai luôn. Số tự động 1.5 đi tiết kiệm xăng. À, có màn hình Android luôn, cái này khách hàng người ta gắn thêm. Có gắn luôn camera hành trình cho anh chị nữa. Và có bọc vô lăng cho anh chị luôn. Đây. Họ chìa khóa thông minh luôn. À, bọc trần ni lông nè, bọc ghế da, lót sàn 5D. À, mà được rất là rộng anh chị. Anh chị coi cái nội thất là rộng lắm. Trời, quá trời rộng luôn anh chị. Cái này ngồi là phải nói là cực kỳ thoải mái luôn. À, xếp hàng ghế này xuống nè. Đó. Anh chị sẽ có một cái khoang để đồ hay là siêu rộng luôn. Đó, hàng ghế thứ ba này xếp xuống rồi nè. Đây, ghế thứ ba này nè. Đó, nếu mà mình không ngồi cái hàng thứ ba này mình xếp xuống, mình sẽ có một cái không gian để đồ siêu rộng luôn. Ở đây phía sau thì có hai cái cổng sạc USB này. Đó, nếu anh chị đi đường dài có cái cổng sạc cho điện thoại thì cũng đỡ hết pin điện thoại. Đây, tắp bi cửa nè ha. Các chi tiết còn đẹp quá trời đẹp luôn. Được cái nội thất nó rộng mà vỏ xe thì còn dày. Xe này chạy có 35.000 cây à. Đó nè, anh chị coi cái mình bọng nè. Đây là phía bên phải nha. Nước sơn thì liền lạc, không có lệch màu hết á. Nè, có gắn camera 360 nè. Đây. Có hai camera, một cái cam lùi, một cái camera 360. À, cấp đồ nè, siêu rộng luôn. Ở đây thì không biết có gì không biết, không có gì hết. Bánh xe dự phòng thì chắc nó nằm ở dưới. Đây chịu đóng cái cấp lại. Stargazer nha. Đây cấp đồ đi, bánh xe dự phòng đây nè. Đó, gầm phía sau nè. À, cũng còn đẹp nha. Và đây là phía sau nè. Đó. Stargazer 2022. Vỏ còn dày lắm. Xe này chạy có 35.000 cây à. Nè, màu trắng ngọc trai luôn anh chị nha đây. Đó, quay cho anh chị quay ánh nắng á. Trắng ngọc trai nha. Đây. Không biết có thấy rõ không biết. Đây nè, đó có ánh lớp camay nè anh chị. Rất đẹp luôn. À, ghế thứ hai nè. Có lót sàn 5D sẵn luôn. Đó, tắp bi cửa còn đẹp luôn. Bọc bọc chân, bọc ghế, lót sàn đầy đủ hết chị. Nè, ghế da luôn nè. Xe đời cao 2022 chạy 35.000 cây bán đặc biệt 1.5 7 chỗ tiết kiệm xăng. Mở luôn cái nắp capo lên luôn. Đây này có nhắc bao dưỡng đây nè. Đây. À, 40.000 cây nè, đó, xe này chạy 35.000 cây à. Vậy là xe này khách hàng mới vừa thay nhớt cho anh chị 35.000 cây, nhắc bao dưỡng 40.000. Đây. Đó, vậy là xe này chạy đúng km đó. À, có ga tự động nè, à, số tự động nè, chìa khóa thông minh nè. Đầy đủ hết đó anh chị. Cái chi tiết này tắp bi cửa nè. Cái này là bằng nhựa, cái này bằng da. Đó, nút bấm nè, cái nút bấm này còn đẹp đúng không? Đó, nè, có bị bước chống chày nè. Lót sàn 5D nè. Đây, xe thì còn quá đẹp luôn. Hyundai Stargazer. Cái đèn này là người ta độ bi LED cho anh chị. Đó, đi ban đêm ánh sáng nó mạnh hơn. Và đây là cái phần động cơ nè. Động cơ 1.5. Xe này chịu bán giá là 495 triệu còn thương lượng. Anh chị các bạn mà có quan tâm thì đến coi nha. Đây, máy móc là còn nguyên zin hết. Ốc capo nè, chưa tháo luôn. À, rất là ok ha. Và được cái xe đi nó tiết kiệm xăng mà nó 7 chỗ. Và xe đời cao nữa. Bản này là bản 1.5 đặc biệt luôn. Rồi, 495 triệu còn thương lượng. Còn anh chị muốn xe xịn hơn tí thì qua lấy con Rút. Rút này 2021. Đăng ký 2022. Xe này chịu bán giá là 506 thôi. Đó, Rút này cũng 7 chỗ luôn, cũng 1.5 cũng gầm cao luôn. Đây. Cũng 7 chỗ luôn nha, mà xe này xe gia đình luôn nè. Đó, cũng lên màn hình Android sẵn anh chị luôn. Đó. Cũng 7 chỗ luôn, cũng là số tự động luôn. Cũng là động cơ 1.5 luôn. Xe này sản xuất 2021 nhưng mà đăng ký 2022, chiếc này 506. Chiếc Hyundai Stargazer này thì 495 triệu. Đó, có hai cái lựa chọn. Cũng rộng rãi gì đó. Nè, hạng cái thứ hai ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Xe này chạy 32.000 cây à. Đó.
Rồi chị cũng cảm ơn chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn lần đầu vào kênh nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng.